Trong tuần qua, thì nhiều chuyên gia môi trường ở Hàn Quốc đã biểu tình phản đối hãng sản xuất ô tô Volkswagen với lý do là hãng này chưa thành tâm xin lỗi người dân Hàn Quốc và xử lý triệt để scandal gian lận khí thải bị phanh phui hồi tháng 9 năm ngoái. Vụ scandal gian lận khí thải của Volkswagen vẫn đang là vấn đề nhức nhối ở Hàn Quốc. Quốc gia có hơn 200.000 chiếc xe bị phát hiện gắn thiết bị gian lận chuẩn khí thải đang lưu thông. Sau khi vụ việc bị phanh phui, chính phủ Hàn Quốc đã ban lệnh cấm 80 dòng xe của hãng này. Đại diện của Volkswagen tại Hàn Quốc đã xin lỗi giới chức Hàn Quốc và hứa sẽ hợp tác chặt chẽ. Tuy nhiên, lời xin lỗi này dường như chưa đủ để làm hài lòng người dân Hàn Quốc, đặc biệt là giới bảo vệ môi trường. Việc Volkswagen tạm ngưng bán các dòng xe gian lận khí thải ở Hàn Quốc không thể gọi là giải quyết vấn đề thực sự được. Vẫn đang có 200.000 chiếc xe gắn thiết bị gian lận khí thải đang lưu thông trên đường, và chúng tôi, người dân Hàn Quốc, là những người bị hại. Volkswagen đang phớt lờ yêu cầu của Bộ Môi trường rằng hãng phải triệu hồi xe có lỗi ngay lập tức. Volkswagen cũng không hề có biện pháp giải quyết hay bồi thường sau vụ scandal này. Đó là chưa nói họ chưa hề có một tiếng xin lỗi với người dân Hàn Quốc. Volkswagen đã nộp phạt cho Hàn Quốc 16 triệu đô la Mỹ. Doanh thu của Volkswagen ở Hàn Quốc đã giảm 33% trong nửa đầu năm nay.